Xin chào các bạn. Trên tay mình đang cầm một chiếc máy ảnh selfie của Fujifilm X3. Thì như các bạn đã thấy là năm nay cái xu hướng những người chơi máy ảnh của giới trẻ mà có những dòng máy mà đặc biệt là ưu tiên tính năng selfie được mọi người rất là ưa thích. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn những cái dòng máy selfie mà đang bán tốt nhất. Đây, đầu tiên là chúng ta phải kể đến là sản phẩm có một cái giá hấp dẫn nhất, nó chính là Canon EOS M10. Nhưng mà M10 thì hiện tại chúng ta đang thấy là mọi người đang bán trên thị trường giá chỉ hơn 7 triệu. Thì có hai phiên bản màu bạc và màu đen. Đây, như các bạn thấy đây là màu bạc và màu đen. Thì dòng này là dòng thiết kế rất là thời trang, nhỏ gọn. Sau khi chúng ta có những bức ảnh selfie xong thì có thể máy ảnh sẽ tự phát wifi để chuyển ảnh qua điện thoại, để từ đó up lên Facebook rất là nhanh. Ngoài ra thì cái sản phẩm tiếp theo mà được mọi người chú ý nữa, nó chính là cái mà mình vừa selfie, đó là X3. Thì X3 thì được cái có một cái đây có màn hình chúng ta có thể lật lên như vậy và chúng ta có thể sử dụng để selfie. Và ống kính đi kèm là 16-50, thì ở cái góc 16 thì cho chúng ta một cái góc nhìn rất là rộng, bao gồm bao quát tất cả mọi thứ để có thể selfie cùng một lúc với cả tất cả mọi người ở phía sau, mà có thể bao quát được toàn bộ tất cả mọi người. Nói chung là một cái góc tốt. Dòng máy ảnh tiếp theo mà để một trong những sự lựa chọn của các bạn, nó là chính là dòng Nikon Z. Thì đây là một cái thiết kế của Nikon rất là nhỏ gọn, đi kèm với cả lens 10-30. Thì đối với cả đây là một trong những sản phẩm như các bạn thấy là có thể nói là nhỏ gọn nhất trong tất cả các mẫu máy ảnh mirrorless mà selfie của chúng ta. Thì hiện tại cái sản phẩm này cũng có một cái mức giá rất hợp lý, chỉ hơn 8 triệu là chúng ta có thể sử dụng, sở hữu một thân máy và một ống kính đi kèm.